Thì đang muốn chào cô dì chú bác làm sao và anh chị em nông nghiệp nha. Bữa nay thì đang tiếp tục đi thăm bãi gắn các bạn ơi. Đi thăm bãi cùng lương đây các bạn. Đường nhi lục tiền các bạn ơi. Ngày mới thì đang không quên chúc cho cả nhà mình luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong mọi công việc nha các bạn. Cũng tới cái điểm 7 rồi các bạn ơi. Tới cái đầu tiên đây các bạn. Nên mình quay camera lại cho các bạn xem nha. Rồi tiếp tục trong đây mình có cái luôn các bạn ơi. Cái trong đây cái thứ hai các bạn. Sáng nay mình đi thăm vòng vòng trong xóm nhà các bạn ơi. Đi lội bộ các bạn. Và chú cháu đi thăm lội bộ sáng nay. Thăm vòng vòng nhà các bạn ơi. Hôm rồi mình không có clip đăng lên các bạn. Mình vẫn chuyển các bạn ơi. Đi ban đêm mình đi vây heo các bạn. Bởi vì không có được đi kiếm chuột các bạn. Rồi tiếp tục bên đây cái thứ hai có gì không đây, cái thứ hai cái này chú Thi chỉ hơi cười má nó đặt là đặt cái này là chính xác luôn á. Nhưng sao bên đó nó bò qua bên đây bò vô là có được một á, có không nặng không? Ồ, có. Có à? Có một chuột còn luôn quý. Đâu? Nặng không? Bự không? Ồ, em này cũng được. Ồ, như chuột còn. Chuột còn, nó cắn tới sừng luôn, sừng con gắn luôn. Bắt ra đi. Hên, đang không có chuột mà. Đang chuột vậy, đang ngán các bạn. Nó ăn chuột rất nó ngán à. Chuột bự quá, nó luôn vô. Úp dính chuột chưa? Kẹp. Kẹp chuột lại, đừng cho nó chạy ra. Sọt cái hôm vô đại. Kêu cô dính cái hôm nó là dính à. Nó đổ em nó ra luôn à. Em nó bò tới hết muốn nổi luôn à. Chuột nó cắn cái đầu. Bỏ vô lưới. Đây. Em đi nhà thả. Sống. Sống chứ Ti. Sống. Mà thả nó bị mình nuôi cũng không được đâu. Nó bị dính cái đầu nuôi. Vô đi con trời. Vô một em đầu tiên các bạn ơi. Cái thứ hai hút hàng. Hàng khủng. Khủng khiếp. Mình ốp máy luôn các bạn ơi. Tới cái tiếp theo mình quay cho các bạn xem nha. Rồi tiếp tục bên đây mình có một cái luôn các bạn ơi. Cái thứ ba các bạn. Cái đường này hơi khó vô các bạn ơi. Cỏ cao nhồng luôn. Đây, trong đây khui ra. Nặng không? Có cước đáy không? Nhẹ tê à? Nhẹ như cái mò kéo xe luôn. Cái này không có các bạn ơi. Mình ốp máy luôn các bạn. Rồi tiếp tục bên đây mình có một cái luôn các bạn ơi. Rồi thăm cái thứ tư luôn các bạn. Cái thứ tư có gì không? Con chuột à? Ồ, cái này gắn chưa vô á. Có lý.
Để mình ốp máy luôn các bạn ơi. Để hai bịch lúa luôn à. Rồi tiếp tục mình bên đây mình có cái luôn các bạn ơi. Sẵn qua tới đây mình lấy xe qua luôn các bạn. Nãy mình đi bên kia đi lội bộ các bạn ơi. Có gì không? Có hả? Có hàng ơi các bạn ơi. Có hàng các bạn ơi. Nghe Lương nói có hàng rồi các bạn. Bự không? Lớn không? Đù. Sướng, sướng. Có hàng. Tiếp tục các bạn. Một em nữa các bạn ơi. Rồi mình lấy 7 về luôn. Hết. Hết 7 skua rồi. Còn bên đây mình có một cái nữa các bạn. À. Gió quá các bạn ơi. Cái này có hàng có gì không đây? Đây. Khui khui vô. Không thấy cất đá hả? Có không? Chết chuộng rồi. Ngồi chuột. Chuột còn các bạn. Ở mình off máy luôn các bạn. Để cái tiếp theo mình quay cho các bạn xem nha. Rồi tiếp tục bên đây mình có cái luôn các bạn ơi. Cái huyền thoại các bạn. Cái này là cái huyền thoại đây các bạn ơi. Đây. Giờ lên nặng nặng cái coi. Sướng sướng nè. Có cất đáy không? Con gì chết à? Có hả? Có hàng à? Sướng sướng. Sướng. Chú thì thấy là chú thì sướng rồi khoái. Tức là có tiền hả? Có tiền các bạn ơi. Đây. Hai con mini. Đây. Hai con mini các bạn. Một em này mới khủng nè. Tháo ra luôn đi. Bữa nay lại thăm co chuột. Con này cũng quá trời lúa luôn. Con này trói nắng quá ta. Con này cỡ 600 gram á. Sướng sướng. Bắt luôn. Bắt rồi vụ cho nó sạch đi. Cho Lương bắt ra luôn các bạn. Thọt tay vô bắt luôn nè. Sướng. Quá đã các bạn ơi. Quá phê. Quá đã luôn nè. Quay em. Bỏ vô lưới. Ở dưới lưới mình đi tiếp. Nó ị. Có cứ có tiền. Là có tiền à. Ừ. Mạnh lắm thấy vậy nó chui hay lắm. Vô đi con. Vô đi. Mình ốp máy luôn các bạn ơi. Để cái tiếp theo mình quay cho các bạn xem nha. Rồi tiếp tục bên đây mình có cái luôn các bạn ơi. Đây đây. Chỗ nào nữa Lương đặt chỗ nào đây? Ồ thấy à. Ồ. Như có hàng các bạn ơi. Ồ một em không ngựa các bạn. Đây. Một em không ngựa các bạn ơi. Sướng sướng. Có không ngựa. Không ngựa. Lấy gà cho Lương. Đây. Có không ngựa. Còn không ngựa. Thôi mình ốp máy luôn các bạn ơi. Mình đem 7 về luôn các bạn. Rồi tiếp tục. Trong đây mình có cái luôn các bạn ơi. Cỏ.
bông cỏ quá trời luôn các bạn. Cái này là cái cuối cùng luôn các bạn ơi. Quá trời cỏ. Cỏ lên bông hết trơn. Tới chưa Lương? Tới à. Tới thăm lên, lấy lên nặng nặng cái cho nó sướng sướng rồi. Sao vậy? Ngứa rồi. Không ngứa. Không ngứa nữa hả? Rồi hồ táp vàng khè luôn các bạn. Nghe Lương nói hồ táp là vàng khè luôn các bạn ơi. Dướng gì vậy? Quá trời bông cỏ à. Gió nữa chứ. Ô sướng. Một em các bạn. Vàng khè luôn. Vàng khè luôn. Đem về luôn. Đem bẫy về luôn. Hết bẫy xí cua rồi. Hết chuột rồi. Thôi mình nó bay luôn các bạn ơi.